Xin chào quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phong thủy người mệnh thổ. Thưa quý vị, người mệnh thổ là một trong những người có cung mệnh thuộc một trong năm cung của thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc. Người mệnh thổ tượng trưng cho đất nên có những tính cách đặc trưng của cung ngũ hành này. Và xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo từng phần chi tiết cụ thể. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 1 lớn, đặc điểm người mệnh thổ. Thưa quý vị, trong phương diện ngũ hành tương sinh tương khắc thì người ta quy định có 5 cung bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ. Trong đó mệnh thổ được xem là sự tượng trưng cho cây cối, thiên nhiên và cả cội nguồn của sự sống. Và chính bởi vì đặc trưng riêng của cung mệnh thổ này nên những người sở hữu cung mệnh này lại có cuộc đời đặc trưng bởi cung mệnh này. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 1 nhỏ, các nạp âm của mệnh thổ. Thưa quý vị, thổ là tượng trưng của cây cối, thiên nhiên và cội nguồn của sự sống. Người ta hiểu về mệnh thổ, tượng trưng của mệnh này giống như một môi trường ươm trồng và chính là điều kiện sống của vạn vật trên trái đất. Bởi vậy mà người ta mới nói rằng hành thổ được xem là cung mệnh nuôi dưỡng và hỗ trợ cho các cung mệnh khác. Nạp âm của người mệnh thổ. Với cung mệnh thuộc hành thổ thì người ta chia ra thành 6 nạp âm sau đây: lộ bàng thổ, thành đầu thổ, ốc thượng thổ, bích thượng thổ, đại dịch thổ, sa trung thổ. Trong đó lại chia thành 2 nhóm khác nhau. Cụ thể, nhóm không bị dương mộc tương khắc gồm lộ bàng thổ như chúng ta biết đến như đất ven đường, đại dịch thổ tượng trưng cho đất quán dịch lớn và sa trung thổ tượng trưng cho đất phù sa. Lý do đơn giản chính là bởi vì cây cối không thể sống trên đầm lầy hay bãi cát được. Nhóm bị dương mộc tương khắc gồm thành đầu thổ tượng trưng cho đất đầu thành, bích thượng thổ tượng trưng cho đất trên vách và ốc thượng thổ tượng trưng cho đất mái nhà. Những nạp âm này sẽ bị hành mộc tương khắc và gây ra những khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 2 nhỏ, người mệnh thổ sinh những năm nào. Thưa quý vị, thường thì để biết xem mình có phải người thuộc mệnh thổ hay không thì người ta xét chiếu theo năm sinh của từng người. Cụ thể thì những người thuộc cung mệnh thổ sẽ sinh trong những năm sau đây. Năm sinh của người thuộc mệnh thổ: Mậu Dần 1938-1998, Tân Sửu 1961-2021, Canh Ngọ 1990-1930, Kỷ Mão 1939-1999, Mậu Thân 1968-2028, Bính Tuất 1946-2006, Kỷ Dậu 1969-2029, Đinh Hợi 1947-2007, Bính Thìn 1976-2036, Canh Tý 1960-2020, Đinh Tỵ 1977-2037. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 2 lớn, người mệnh thổ và những vấn đề liên quan. Thưa quý vị, đối với mỗi cung mệnh trong ngũ hành tương sinh thì người ta lại thấy có những điểm đặc trưng riêng. Vì thế mà để hiểu hơn về những người mệnh thổ, biết được tính cách và những điều xung quanh họ cũng là một cách để giúp chúng ta gần với họ hơn, hiểu họ hơn. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 1 nhỏ, màu sắc hợp với người mệnh thổ. Thưa quý vị, thường thì màu sắc hợp với người mệnh thổ sẽ được xét chiếu thông qua quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc. Từ đó mà chúng ta suy ra như sau: màu sắc tương hợp với người mệnh thổ. Người mệnh thổ hợp với màu sắc của bản mệnh là màu vàng, nâu tượng trưng cho màu của đất thuộc mệnh thổ. Màu sắc tương sinh với người mệnh thổ. Với người mệnh thổ thì màu sắc tương sinh chính là những màu hỗ trợ giúp người mệnh thổ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, trong sự nghiệp, sức khỏe. Đó chính là những màu sắc như đỏ, hồng, tím, cam. Màu sắc người mệnh thổ cần tránh. Người mệnh thổ cũng cần chú ý đến việc tránh chọn những màu sắc đại kỵ với cung mệnh của mình như màu xanh lục, xanh lá cây hay màu trắng, vì đây là những màu không tốt với họ. Vì thế nên khi chọn màu nên lưu ý để tránh phạm phong thủy. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 2 nhỏ, cung mệnh hợp với người mệnh thổ. Thưa quý vị, cũng từ quy luật của thuyết ngũ hành tương sinh mà người mệnh thổ cũng có thể tìm ra được những cung mệnh phù hợp hay xung khắc với mình. Cụ thể như sau: người hợp với người mệnh thổ, chiếu theo thuyết ngũ hành tương sinh thì hỏa sinh thổ, tức là người có cung mệnh hỏa sẽ rất tốt đối với người thuộc mệnh này. Tức là
người có cung mệnh hỏa sẽ rất tốt đối với người thuộc mệnh thổ. Làm ăn, buôn bán hay hợp tác kinh doanh với người mệnh hỏa sẽ giúp người mệnh thổ được suôn sẻ thuận lợi. Ngoài ra thì những người thuộc mệnh thổ cũng là những người hợp với các mệnh thổ, vì lượng thổ thành sơn nên sẽ hỗ trợ lẫn nhau mang lại tài vận may mắn trong kinh doanh, làm ăn hay hôn nhân. Người mệnh thổ nếu kết hôn cũng có thể kết hợp với người mệnh kim, vì thổ sinh kim sẽ hỗ trợ và giúp cho nửa kia vượng hơn. Tùy theo ngũ hành tương sinh mà suy ra cung mệnh, màu sắc phù hợp với người mệnh thổ. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 3 nhỏ, vẻ ngoài người mệnh thổ. Thưa quý vị, vẻ ngoài của người mệnh thổ cũng khá dễ nhận biết. Cụ thể thì những người thuộc mệnh thổ từ bé đã có vẻ ngoài mũm mĩm, xương khá to, đến thời điểm trưởng thành thì họ cũng khá dễ bị tăng cân vì cơ thể dễ tích tụ các chất béo. Và thường thì những người mệnh thổ khá khó giảm cân, bởi họ không chỉ phải giảm chế độ ăn uống mà cần phải tập luyện thể dục mới mong có được thân hình như mong muốn. Đặc điểm của người mệnh thổ hầu hết là có đôi mắt cực kỳ cuốn hút. Những người thuộc mệnh thổ thường có làn da sáng bóng, rất dễ bắt nắng nhưng làn da lại khá đều màu. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 4 nhỏ, tính cách người mệnh thổ. Thưa quý vị, tính cách của người mệnh thổ cũng có những đặc trưng riêng biệt. Cụ thể, ưu điểm của người mệnh thổ: người mệnh thổ có tính cách của sự bao dung, tha thứ và rất đáng để tin cậy. Họ cũng là người trung thành và rất dễ được người khác yêu mến vì luôn biết giữ đúng cam kết của mình. Nếu như họ đã hứa với ai đó, người mệnh thổ thậm chí khi hứa với ai đó còn lên kế hoạch để thực hiện điều đó. Họ biết rõ về lợi thế của mình, biết rõ về sức mạnh của bản thân mình và biết cách để phát huy được điều đó. Những người mệnh thổ cũng có tính cách trầm, bình tĩnh và luôn có sự cẩn trọng trong khi làm việc, và họ cũng có khả năng để tổ chức. Nhược điểm của người mệnh thổ: những người mệnh thổ thường thiếu quyết đoán, không dám nghĩ lớn và không dám nghĩ xa. Tuy nhiên thì họ lại có tính kỷ luật cao, có sự tự giác và có lòng tự trọng nên được cấp trên, đồng nghiệp luôn yêu quý, hỗ trợ để giúp cho họ có thể hoàn thành được công việc của mình nên có cơ hội thăng tiến tầm xa mới. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần tiếp theo, phần 5 nhỏ, sự nghiệp của người mệnh thổ. Thưa quý vị, người mệnh thổ với đặc trưng tính cách thích sự ổn định, cầu toàn và khá lạc quan nên họ cũng gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên thì cũng cần chú ý tới một số điểm sau đây. Người mệnh thổ nếu như muốn làm lãnh đạo doanh nghiệp thì tốt nhất là nên thuê người khác, vì tính cách thiếu sự liều lĩnh, thiếu sự quyết đoán nên đôi khi bị ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh. Ngành nghề hợp với người mệnh thổ: người mệnh thổ hợp với những ngành nghề kinh doanh sau đây: chiêm tinh học, phong thủy, sản xuất gốm sứ, vật liệu xây dựng, công trình dân dụng cũng như khách sạn. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 6 nhỏ, tình duyên hôn nhân người mệnh thổ. Thưa quý vị, với người mệnh thổ thì hôn nhân tình duyên cũng theo đặc trưng tính cách của họ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phụ nữ mệnh thổ. Với những nữ giới thuộc mệnh thổ thường thích sự ổn định, sự trung thủy, làm việc siêng năng, tôn trọng, vun vén và chăm sóc gia đình. Những phụ nữ thuộc mệnh thổ rất xứng đáng để làm mẹ, làm vợ, và họ cũng là hậu phương cực kỳ vững chắc cho chồng làm việc lớn bên ngoài. Đàn ông mệnh thổ: những người đàn ông mệnh thổ thường tốt bụng, có trách nhiệm với gia đình. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần tiếp theo, phần 7 nhỏ, sức khỏe của người mệnh thổ. Thưa quý vị, những người mệnh thổ thường có tóc ngà vàng. Người mệnh thổ cũng nên lưu ý đến các yếu tố vẻ bên ngoài. Ngoài ra thì bộ phận tiêu hóa, ruột cũng là bộ phận dễ bị tổn thương nên cần phải kiểm tra thường xuyên. Sức khỏe của người mệnh thổ là khá tốt. Nam giới mệnh thổ thích ăn các loại chua, ngọt, đồ ăn lạnh. Xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn.